Chào, mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay quý vị và các bạn sẽ được thấy trong một cái công viên của thành phố Tây Vu. Các bạn sẽ thấy một cái quang cảnh ở phía sau lưng tôi là cây và một cái cảnh thiết kế rất là tuyệt vời. Những cái mảng xanh của như là một cái sân golf. Chúng ta tưởng tượng giống như một cái sân golf. Rồi thì cây lớn, cây nhỏ trồng xen một cái hình rất là bắt mắt mà chúng ta chỉ có thể thấy được trên một cái quang cảnh của người Đà Lạt. Hiện tại thì bây giờ vài năm gần đây thì Đà Lạt đang bị khai thác nhiều, cho nên cái mảng xanh của sân golf của Đà Lạt nó cũng bị phá hỏng rất là nhiều, phá hỏng môi trường sinh thái. Quý vị và các bạn sẽ thấy được một cái không khí thật là tuyệt vời, quý vị và các bạn. Chúng ta có thể sau một cái ngày lao động mệt nhọc thì người Hàn Quốc sẽ đến công viên này và họ sẽ thư giãn, relax nhiều thứ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái quang cảnh ở phía bên kia, một cái đồi dốc. Người ta cũng tưởng tượng giống như một cái thung lũng, toàn một cái mảng màu xanh. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem một chút xíu về cái mảng màu xanh này nha. Đây, đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là một cái bức tượng. Thật ra thì tiếng Hoa tôi biết là, nhưng mà sensei có nghĩa là thầy giáo gì đó, thầy giáo của một cái tên của một cái thầy giáo. Và tiếp đến bên kia cũng là một cái bức tượng, một cái bức tượng. Thì các bạn thấy không, trong công viên thì hồi nãy tôi có quay cho các bạn thấy là một cái mảng màu trắng, thì ở đây có những cái khóm hồng. Khóm hồng thì nó cũng đã hiện tại ở đây hôm nay là tháng 8 cho nên cũng đã tàn lụi. Các bạn sẽ thấy không, ở ngoài cái khóm hồng thì có những cái mảng màu tím. Rồi thì những cái mảng màu hồng nhạt. Các bạn thấy không? Ở dưới giống như một cái thung lũng của Đà Lạt. Và có cái mảng xanh của cái sân golf Đà Lạt. Làm cho con người cảm thấy trở về, hòa mình về với thiên nhiên. Những cái bông hoa nó có nhiều cái màu khác nhau. Đây là những cái bông hoa màu hồng. Đây là những cái bông hoa màu hồng. Bên cạnh đó thì cũng có một số hoa màu tím. Hoa màu tím. Để mà đặt tên gọi thì thật ra tôi cũng không biết gọi là hoa gì. Hoa tím tím. Đây, cái hoa màu tím. Các bạn thấy không, mặc dù là trong công viên, tuy nhiên rằng là tôi không biết là người ta dọn dẹp cái lá vào lúc nào. Bây giờ hiện tại tôi đang quay đây là khoảng 10 giờ sáng. Tuy nhiên rằng các bạn thấy không, ở cái con đường thì sạch, không có một cái lá cây. Ở ngoài đây có một cái bức tượng của, không phải, không biết có phải là bức tượng của biểu tượng của tôn giáo Thiên Chúa là Chúa Giêsu hay không. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ quý vị và các bạn xem. Bạn cứ tưởng tượng giống như là sân golf của Đà Lạt, một cái biểu tượng. Đây, một cái biểu tượng của tình, một người bố và một người mẹ. Hy vọng là nó có tiếng Anh để tôi có thể giải thích cho quý vị và các bạn xem được. Bạn thấy không, đây là cái tên và cô ấy, cái thông tin của cái bản đồ công viên Daiso Park.
đây, từng cái địa điểm nó cũng giống như là mình đi Đại Nam và đi Sở Thú đó, thì nó có những cái vùng như là sân tennis nè, như là ở cái chỗ chuồng voi, như là cái chỗ hổ và cái đu quay cho các em nhỏ, và chim, bird, và gấu. Nói là trong công viên nhưng người ta vẫn có những cái biểu tượng của hình rất là đẹp. À, rồi tôi sẽ quay cho quý vị thấy một cái hiện tượng của một rồi toàn bộ là tiếng Hàn cho nên là bó tay quý vị và các bạn. Chị thấy được rằng có một người bố và mẹ và ba người con, thì không biết cái thông tin này một cái bức phù điêu có nghĩa là gì. Quý vị cảm thấy là hòa mình với thiên nhiên không? Có những ông già họ đến công viên, họ có một cái nhu cầu để mà kết nối bạn bè. Ở đằng kia có hai vị người phụ nữ lớn tuổi để mà nói chuyện với qua lại. Một cái mảng xanh, quý vị và các bạn thấy không? Một cái mảng xanh mà không thể có thể nói rằng là rất là tuyệt vời. Một cái mảng xanh. Đây là những cái video mà tôi làm để mở mang kiến thức cho chính bản thân tôi, và cũng như gửi đến quý vị và các bạn những cái thông điệp với một cái tư tưởng là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Tuy nhiên cái video này tôi không giữ cho riêng mình mà tôi muốn post lên trên YouTube để quý vị và các bạn sẽ, nếu một cái dịp nào đó không được đi đến Hàn Quốc, thì mình cũng có thể biết được cái phong cảnh cũng như cái công viên Hàn Quốc như thế nào dưới con mắt và cách nhìn của một người Việt giống như tôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái video này thì xin vui lòng cho tôi like hoặc comment phía dưới để tôi có một cái động lực để tiếp tục làm những cái video khác phục vụ cũng như là kết nối với quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.